rồi anh cũng chạy nhiều dòng xe. Vâng. Để mà cảm nhận cái dòng xe này thứ nhất. Vâng. Không có vấn đề gì cả. Vâng. Mời các bác tài quay trở lại với kênh YouTube của TMT Mô tô Hà Nội và tôi là Đào Hương. Các bác tài thân mến, bây giờ thì hiện tại thì tôi đang đứng tại một vị khách hàng là các anh ấy hôm nay sẽ dự nhận bàn giao 3 chiếc xe của TMT. Thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của khách hàng. Vâng, em chào anh ạ. Anh có thể cho em biết tên này, giới thiệu về doanh nghiệp của mình và gửi lời chào đến các bác tài mà trên kênh được không anh? Giới thiệu thì đầu xuân năm mới cho anh em lái xe gửi lời đến bạn thành công ty. Vâng ạ. Năm mới hạn hạn thịnh vượng. Vâng. Về cảm nhận xe thì hôm nay bên đơn vị của anh về đây mới để lấy 3 chiếc xe bên công ty. Vâng. Thì về cảm nhận thì mọi cái thì ok, thì anh về là cũng chạy công trường thì cái thương hiệu xe thì anh cũng chạy nhiều dòng xe. Vâng. Thì để mà cảm nhận cái dòng xe này thứ nhất. Vâng. Không có vấn đề gì cả. Vâng. Vâng, cho em hỏi là doanh nghiệp của mình ấy ở đâu và ví dụ anh mua xe này về thì là anh chở mặt hàng công ty là gì ạ? Công ty xây dựng khoáng sản HLT. Vâng ạ. Quận 7, Giáp Lai, Thanh Sơn, Phú Thọ. Vâng ạ. Và 3 chiếc xe này về là mình sẽ phục vụ cái công việc là khai thác mỏ khoáng sản của công ty đúng không ạ? Và em được biết là trước đây thì công ty đã từng mua xe chiếc xe Hobo này rồi. Và đây là các công ty mình mở rộng phát triển kinh doanh nên là năm nay có đầu tư thêm 3 chiếc xe này đúng không ạ? Vâng, và ở công ty thì các anh cũng là người trực tiếp sử dụng những chiếc xe này đúng không ạ? Vâng, thế thì trong quá trình mà sử dụng thì anh thấy là chiếc xe này có cái ưu điểm hay nhược điểm gì, hay là anh có muốn góp ý với hãng cải tiến cái bộ phận nào hay là cái điều gì đó trên xe không ạ? Nói chung là về nhìn cái chung thì dòng xe này thì hầu như hàng năm đều cải tiến cùng với thời gian. Vâng. Thì đến hiện tại thì cái dòng xe này, như bọn anh lái xe rồi cái dòng xe này nó bọn anh cảm nhận là nó mọi cái nó đều có cái ưu điểm riêng. Vâng. Rất là tốt. Vâng. Dòng xe này đạt tiêu chuẩn. Vâng. Và cho em hỏi thêm một chút nữa là cái 3 chiếc xe này thì anh có làm việc với bạn tư vấn tên là Hoàng ở bên em ấy, thì không biết là trong cái quá trình mà mua bán thì có thuận lợi không, hay là anh có gặp cái vướng mắc gì trong quá trình mua bán không ạ? Anh thấy là ok, không vấn đề gì. Vâng. Nhân viên của công ty rất là nhiệt tình, chu đáo với khách hàng. Vâng ạ. Vâng, như thế thì cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng. Và cho em hỏi thêm một câu cuối cùng nữa thôi là ví dụ như về bên xe như này thì các anh sẽ chú ý về phần thùng ấy. Phần thùng thì có lưu ý gì không để có thể hợp lý với cái công việc của anh ạ? Thì bây giờ thì như thế này thì theo cái quy định thì vâng, không thể cao hơn đúng cái kích thước. Vâng. Thì bình thường với trọng tải thì với kích thước thùng này thì cũng chưa hợp lý. Vâng. Còn anh này cũng phải cơi nới thêm. Vâng. Đấy, nhưng mà do cái quy định cái chung thì chúng ta có thể chấp hành. Vâng. Nên là về với công trường trên mỏng anh với như thế này thì với công suất của xe thì vâng, có nhiều thì nó lại không đạt yêu cầu. Vâng. Bắt buộc là phải cơi thêm thùng. Thêm thùng ạ. Vâng ạ. Vâng, và với em nghĩ là những cái chiếc xe Hobo này thì nó cũng phù hợp với những cái công trường, bởi vì máy khỏe và bọn anh phải di chuyển trong những cái cung đường khó đúng không ạ? Vâng, hôm nay thì anh có cảm nhận như nào mà khi mà công ty hôm nay đã chính thức là bàn giao và là chủ nhân của 3 chiếc xe mới này ạ? Trước tiên là xin cảm ơn công ty làm về cái cảm nhận mọi cái từ nhân viên đến công ty cảm thấy rất hài lòng. Vâng, vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, em thay mặt hãng là cũng chúc cho công việc làm ăn của bên phía công ty là ngày càng phát đạt, làm ăn hồng phát, và riêng cá nhân của các anh ấy thì là lái xe thì là luôn là vạn vạn bình an. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều.